Rồi, cho phép con anh chào cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn luôn nha. Hôm nay là lại tiếp tục tới ngày thứ bảy nha mọi người. Mong qua từng video sẽ giúp cho mọi người có những giây phút thư giãn trong những ngày làm việc mệt mỏi nha. Cũng mong qua từng video sẽ giúp mọi người tích lũy được kinh nghiệm, có thể phân biệt được nhiều loại động vật, cũng như biết được thêm động vật nào á có hại, động vật nào không có hại, động vật nào có độc nha mọi người, và động vật nào không có độc nha. Cái mùa mưa này là gắn nó đi nhiều nha mọi người, nên Hoàng Anh chỉ tập trung bẫy gắn thôi, không bẫy chuột cũng không giết cá luôn. Mọi người xem ủng hộ Hoàng Anh bằng cách like, chia sẻ nha, giùm nha mọi người. Và đừng quên đến các kênh để cùng bọn anh trải nghiệm những cuộc săn bắt thú vị và biết thêm nhiều thứ, nhiều động lực nhật. Và anh cũng mong sẽ trải nghiệm, sẽ biết thêm nhiều loại động vật và chia sẻ lên cho mọi người. Vì thế mọi người hãy ủng hộ anh với các mọi người. Bây giờ không nói nhiều nữa, mình bắt đầu đi thăm cái đầu tiên luôn. Cái đầu tiên ở đây, chỗ này là khu vực này là của anh đã 5 cái. Khu vực này hổm dính con chồn nha mọi người, với con hươu mèo. Bây giờ mình sẽ thăm cái đầu tiên ở đây. Đầu tiên luôn nha. Đây, cái đầu tiên ở đây mọi người. Thấy không? Ở nhà heo mọi người. Coi có gì không nha. Nhà heo rồi. Chuột vẫn còn. Rồi, thăm cái thứ hai. Cái thứ nhất chất quất rồi nha mọi người. Cái thứ hai. Đây mình lấy cây đó. Ở trong này có rắn độc nhiều nha mọi người. Nên nè, cái móc này chắc chắc ăn dài dài chút. Ngoài bao tay không phải là sợ rắn cắn mà sợ rắn cắn thiệt. Chơi mà nó chơi thôi. Chứ bao tay để Hoàng đi vô mấy cái chỗ cỏ đó, cỏ nó cắt biết ngứa tay chân Hoàng Anh, quá trời quá đất nó sảy luôn. Rồi thăm cái thứ hai đây. Vô mọi người ơi, vô ơi, vô rồi nè. Mọi người thấy gì chưa? Đó, một con hổ ngựa nha nè. Người thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Đó, con này cũng được à, lấy ra coi. Ôi ôi, mình đặt trong đó mà sao nó nhảy ra tới đây được hay ta. Nè mọi người, đó. Ôi ôi, con này to à, được à, được à mọi người ơi. Ủa thấy không, con này có ký nha. Hàng chi mà nó lôi cái bẫy ra tới đây luôn. Thấy mọi người ha, nó nè. Đó, mình thấy không, con này có ký. Đây, đem ra đây đi để bắt nó nghe mọi người. Đó, người thấy chưa? Ở đây ông anh dựng máy lên bắt luôn nha. Rồi ông anh bắt nó ra nè mọi người. Nãy máy ông anh bị sự cố gì á, đang quay một cái nó tự nhiên ngáy luôn. Bắt nó ra nó xỉu luôn nè. À, đúng rồi, được danh hậu xỉu luôn. Bắt được anh xỉu luôn cái mỏ anh. Thôi để ông anh đi đặt luôn nha mọi người, đặt tiếp luôn. Đến chiều rồi. Thôi. Rồi, nữa rồi mọi người ơi. Nữa rồi. Đi chặn nó rồi. Đi chặn nó hung thần nha mọi người. Hung thần ác bá nha. Ôi, em này nhỏ nhỏ mọi người ơi. Nhỏ. Bó tay nữa rồi. Tôi chán ông này quá trời đất, chán. Mình không thích ông này nha mọi người. Nó có chút xíu nè. Ồ, cũng to mọi người. Ông này ông cũng bốn lạng. Được không? Hổ mèo nha. Ông nội này rất là hung nha. Khè dữ dằn lắm. Vì sao mọi người bỏ hay là bắt đây? Điển hình của nó nè. Đó. Con này nó
Nè mọi người thấy gạch nan của nó không? Ba khoang nè, nó không? Nè, cái nanh đó nè. Thấy cái nanh nó không? Đó. Kinh khủng chưa? Rồi, thăm cái tiếp theo đây nha các bạn. Con hổ mèo nhỏ này mình bỏ luôn rồi các bạn ơi. Nhỏ quá. Đây, thăm cái đây nè. Có gì không? Ở đây toàn khu vực này toàn hổ mèo không? À, nặng nặng các bạn. Nặng nặng nha. Nữa các bạn ơi, nó nữa rồi. Thôi ơi. Nó nữa rồi các bạn ơi. Hung thần nữa rồi. Ôi. Nó không ta. Nè, đến giờ nữa các bạn con nha. Nó nữa rồi các bạn ơi. Chán thiệt chứ. Nó. Thấy không các bạn? Đó, kìa. Không ghê chưa? À. Không chơi nha. Không chơi nha. Hung lắm các bạn ơi. Hung hăng lắm. Thôi để mình dựng máy quay luôn nha, bắt luôn. Nè, các bạn, nó nè. Hung thần ác bá đó. Thấy không các bạn? Đó. Thấy chưa? Nhìn kỹ chưa? Con này đặc trưng nó là vậy nha. Con này không được dữ lắm nha các bạn. Thôi mình sợ. Phải mình sợ nó mà. Gặp nó mình ngán quá. Tà mỏ hết. Rồi, thăm cái tiếp theo luôn. Đây nha. Ôi, sao nó đá cái này ra luôn rồi ta. Trời ơi, trời ơi. Các bạn ơi coi nè. Cục cất chà bá lửa nha. Ha ha ha, nặng lắm nha. Biết cái gì đây? Đừng có hổ mèo nữa nghe trời. Hổ, ngựa. Ý, con này sao mắc trắng giờ mọi người ơi. Nặng nha. Con này to nha. Ôi to lắm. To lắm. Ha ha. Được, được, được. Tính rút đi mà. Đây nè mọi người, thấy không? To đùng luôn. Trời ơi. Con này gần 2 kg mọi người ơi. Không được 2 kg đâu, khoảng ký 7 à. Ký 6 ký 7 mọi người. Hổ ngựa nha. Quá mừng, quá mừng, một con hơn người nữa rồi. Rồi, bắt căng cảnh luôn nha. Này vô chắc hai bữa đầu nè. Cất ngang mọi người. Nè, khô cất luôn. Bên đây nè, thấy không? Đây cất cái nè. Đó, chờ bả lửa luôn. Sẽ bắt nó ra. Thêm cây nữa đi cho nó nhanh mọi người ha. Con này mắc nó trắng giờ mọi người. Rất hơi gần. To quá mọi người. Đó. To quá nha. Rồi. Nè mọi người. Đây. Rất là to. Và thòn lòn luôn. Đó. Ôi. Muốn lọt rồi mọi người. Hay là nó vô lâu quá. Ôi, gắn này nó vô lâu quá. Nó tung quá mọi người.
vô khoảng 4-5 ngày trước rồi, lúa còn nguyên luôn. Sao gắn này nè, mắt nó trắng dợ mọi người ơi. Anh để cho túi luôn nha. Rồi chào các bạn nha. Khu vực nãy 5 cái vô mánh các bạn ơi, vô được 4 con, 2 con hố mèo, 2 con hố ngựa nha. Một con hố mèo nhỏ thì mình bỏ rồi, còn một con hố ngựa mình bán cho ông anh nãy chạy ngang đường, ông anh alo kiếm mồi nhậu bán cho ông con rồi. Giờ chỉ còn một con hổ mèo với một con hổ ngựa thôi. Rồi mất bẫy mọi người ơi, không mất bẫy mà nó nằm vô trong mọi người ha. Đây trong đây này. Rồi nhà heo mọi người ơi, nhà heo rồi. Không có gì luôn mọi người, lên móc luôn ha con. Vậy đó. Nữa lông tròn nữa mọi người ơi, lông tròn chuột ra nữa, không hiểu luôn nha. Mình nghĩ là cái bẫy này hơi nhỏ, tròn nó nông vô mọi người, rồi nó vô không được, rồi cái hôm nó hở rồi chuột ra luôn nè. Thôi để em đặt lại nha. Rồi thăm cái tiếp theo đây luôn nha. Đây hôm giờ con tròn nó phá dữ lắm luôn nè, không biết bữa nay sao đây. Ơi ơi, cái hôm nông ra mọi người ơi, ăn hôm gà không biết sao đây nè. Ôi dính rồi, dính rồi, dính rồi, không biết dính còn gì nè. Dính rồi, dính rồi. Mày hả mày, trùng mướp trùng hương gì đây? Hổm giờ mày phá dữ lắm hả mày. Ôi ôi to đụng mọi người ơi. Dính rồi. Mừng quá, con gì đây? Ôi. Mọi người ơi, to lắm nè. Đó. Trong này trông gì đây? Thơm phức luôn nghe mọi người. Trộm này mình nghĩ trộm gì thơm lắm, 2-3 ký nha. Nó phá mình hổm giờ dữ lắm luôn. Bây giờ mình hết bao đựng rồi mọi người ơi, mình sẽ đem nó về luôn. Nè mọi người coi đi, về bắt nha. Ok mày phá tao hổm giờ nhiều lắm nha mày, hao chuột của tao dữ lắm nha. Rồi diễn nha mọi người. Rồi cái tiếp theo nha mọi người. Ôi. Có gì không đây? Nặng coi. Ôi nặng nha mọi người. Nặng nữa rồi. Ôi bữa nay vô mánh rồi. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, kiên trì, có thành quả mọi người ơi. Nặng nữa rồi. Một hai em giỡn. Một em vợn nha. Em vợn này cũng 6-7 lạng người ơi. Mừng quá. Đây nè, mở cho mọi người coi nè. Em vợn nhỏ thôi. Đó. 6-7 lạng nha. Để anh bắt luôn, ra luôn. Cận cảnh luôn nha. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, kiên trì nơi đây, bữa nay có thành quả nha mọi người. Mừng quá. Hơi. Để tôi tay bắt luôn. Thôi sợ nó cắn ha. Thôi để nó cắn mọi người ha. Bắt an toàn là trên hết, không cần phải diễn trò diễn gì hết, cụ thể là mình đi trải nghiệm thôi, đi trải nghiệm và biết thêm nhiều loại động vật khác nhau thôi, đâu cần phải diễn trò với nó. Có là bắt bắt bằng biện pháp nào an toàn nhất
thì bắt thôi. Mày dệt nhỏ chứ ta, dệt này cũng đâu có nhỏ đâu, và ký mọi người à. Ôi ơi, nó quắn tay mạnh nè, mới gà là quắn tay ngay. Thằng này chắc cũng vô lâu rồi mọi người, nhưng mà nó chỉ hơi ấy đầu tí thôi nha, tại vì bịch lúa còn kìa, bịch lúa còn, anh thấy bịch lúa còn là mình, anh nghĩ nó sẽ vô mấy ngày đầu á, chuột chưa kịp ăn lúa. Ra đi mẹ ơi, ơi dài quá khó bắt không người. Đấy, từ từ ra, nó từ từ nó ra thôi, không cần gấp với nó, bắt đừng cho nó. Rồi nó ra mọi người, nó nè, nè con này cũng 7-8 lạng mọi người nha, 7-8 lạng nó ẻ luôn rồi. Rồi để vô luôn mọi người, mừng quá, bữa nay thu hoạch khá. Rồi chào các bạn nha, đây nè các bạn ơi, mình về rồi, hồi nãy giờ mưa không quay được, nhưng mà cũng không có được gì trên đó các bạn ơi, như này xong rồi, được 2 con hổ mèo với 2 con hổ ngựa, 1 con vện với 1 con trùng hương, trùng hương hoặc trùng mướp gì đó, mình nghĩ là trùng hương hoặc trùng mướp gì, mình gành gì trồn nha. Các bạn nào gành gì trồn thì comment bên dưới video cho mình nha. Mong các bạn cũng góp ý cho mình để mình làm video tốt hơn nha các bạn. Nếu các bạn không tin về con ngựa này, mình sẽ bắt con ngựa này ra nha. Tại vì mình có nói mình bắn con hổ ngựa trước cho ông anh rồi. Con hổ trước rất là nhỏ nha các bạn, chỉ có hơn 5 lạng thôi. Còn con này có ký nha các bạn. Mà con hổ ngựa trước thì nó con mắt nó không có trắng nha. Còn con ngựa này mắt trắng nha các bạn. Nên bắt ra cho các bạn coi. Con ngựa này mắt trắng. Bắn ta. Đây. Con ngựa này mắt nó trắng nha các bạn. Khi nào thấy con kia nó phục mình ta. Đây nè. Đây các bạn. Đây nha. Mình bắt ra nè. Để mình cho các bạn coi con ngựa này. Con ngựa này nó muốn, không phải nó lột mà nó vô mấy ngày rồi nè. Các bạn thấy không? Con mắt nó trắng dờ nè. Mắt nó trắng dờ nha. Còn ngựa trước mắt không có trắng nha. Còn bay mình diễn luôn nha. Một con ngựa này rất to, to hơn ngựa rất nhiều. Ngựa này có tí nha các bạn. Mình cân rồi, con ngựa này với con hổ vện này là 1.4. Thôi mình để vô nha các bạn. Con hổ mèo thì các bạn tương tương tùy nha. Con kia mình nhỏ quá mình bỏ rồi, con kia nãy mình cũng cho các bạn coi. Con kia khoảng 3 lạng nữa à, còn con này tới nửa ký các bạn. Con này gần nửa ký nha. Này con này nửa ký các bạn. Nửa ký nha. Con mèo mình không thích đâu. Nó khó bán lắm các bạn ơi. Anh em nào có ngâm rượu thì liên hệ với mình nha. Mình con to to mình bắt mình bán cho thịt thôi. Đó. Còn ngâm rượu thì sau này mình sẽ, mình chưa tính tới cái chuyện ngâm rượu. Còn sau này mình, nếu mình làm phát triển thì mình sẽ tính tới chuyện ngâm rượu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cân 2 con này, 1 con vện với 1 con của ngựa này nha. Con người kia bán rồi. Bán được 120 các bạn ơi. Mình bán rất là rẻ nha. Anh bán vòng vòng cho mấy ông anh đồ không biết không à. Này ký tư à. Hơn ký tư nhưng mà mình tính ký tư thôi. Đó. Bên này có lấy các bạn ơi.
mừng quá, sao ông ngắt như ngài kiên trì nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi con chuột của mình nha. Con này nó quậy mình biết bao nhiêu là con chuột nha các bạn. Nó dữ dà, mình sẽ gài lại, nó to quá mình sẽ gài lại các bạn. Mình thấy nó nông hông kiểu này là mình biết dính rồi mà không biết dính gì nè các bạn ơi. Mừng quá các bạn coi nè. Đó, con trùng này là mình cân rồi, nó gần 2 kg các bạn, nhưng mà mình chưa tính trừ lòng nữa nha. Trừ lòng ra thì mình nghĩ cái lòng này khoảng 1 lạng 2 lạng thôi, nó cũng gần ký tám nha các bạn. To quá, bích lòng mình luôn nè, thấy không các bạn? Mừng quá các bạn ơi. Mình nói chắc chắn là có con chuột, nó phá cái bẫy của mình là biết bao nhiêu con chuột nha các bạn. Mình quyết tâm nó bắt được nó, hôm nay bắt được nó mừng quá. Thơm, nó thơm ghê lắm các bạn. Mình nghĩ là trùng hương hoặc trùng mướp thôi, trùng này thơm ghê lắm, có người đặt mua rồi các bạn ơi. Bây giờ đợi hết mưa mình sẽ đưa đi cho người ta thôi, mình không mắc ra đâu, mình em đi cái lòng này đi cho người ta luôn nha các bạn, tới chỗ mình bắt luôn thôi. Cảm ơn các bạn xem video của mình nha các bạn. Nếu các bạn có hứng thú với mình thì vui lòng đăng ký kênh miễn phí nha các bạn. Đăng ký kênh cho bá lửa dưới góc màn hình bên phải các bạn đó. Nhấn vô nhớ nhấn chuông để xem video mới nhất của mình nha. Bye bye các bạn, bye bye.